Nghĩa tình miệt thứ. Những hình ảnh mọi người đang xem là những gì còn sót lại sau sự cố chập điện cháy nhà đã được miệt thứ ghi nhận vào ngày hôm nay 21 tháng 8 năm 2021 tại ấp Hòa Đông, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Và đây là căn nhà của chị Trịnh Thị Phượng, sinh năm 1971. Chị sống một mình, nhà không có đất canh tác. Hai con của chị hiện đang sống và làm việc tại tỉnh Bình Dương. Chia sẻ với miệt thứ về sự việc, chị Phượng đã cho biết. Thấy rồi cô. Trời ơi, giờ cô cũng đâu có hay đâu, lợi thằng Bảy này nè, cô lè rồi đằng đẵng mình chết cơ luôn, cũng đâu có hay nữa. Trời, chắc cái nhập điện mới không có nấu, chắc có nấu gì chơi, có phần ga thì tháo chơi mà không có mấy đặc biệt. Ủa sao mà hằng ngày tôi bán cương không thấy tính đi ra, tôi tính với đặng mà kia, tôi điện mà kia dơ quá vậy. Điện ngoài thằng Vĩnh, điện ngoài hàng nói tôi tính ngoài. Đứng trước tình hình khó khăn của chị Phượng, đội thanh niên tình nguyện huyện Đoàn, huyện An Minh đã đứng ra vận động hỗ trợ giúp đỡ chị kịp thời trong vòng một ngày với tổng số tiền gần 4 triệu đồng. Trong đó, 1 triệu 600 ngàn đồng là vận động từ các nhà hảo tâm. Các tình nguyện viên cùng đóng góp với số tiền 2 triệu 200 ngàn đồng cùng 30 kg gạo, 2 thùng mì gói và các gia vị nhu yếu phẩm khác. Chia sẻ với miệt thứ, bạn Mai Đình, thành viên đội tình nguyện huyện Đoàn, huyện An Minh đã quyết định đứng ra tiếp tục kêu gọi sự giúp đỡ, hỗ trợ từ các mạnh thường quân để giúp chị Phượng sớm ổn định cuộc sống, vững tinh thần, chiến đấu, chiến thắng đại dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện tại. Và miệt thứ cũng xin được tiếp sức cùng với bạn Mai Đình và chị Phượng thông qua video này. Rất mong các nhà hảo tâm và các mạnh thường quân hãy mở rộng vòng tay, tương thân, tương ái, hỗ trợ những hoàn cảnh bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn trong giai đoạn khó khăn và bất tiện này. Mọi thông tin cần biết về hoàn cảnh của chị Phượng, mọi sự đóng góp hỗ trợ chị Phượng, bà con có thể liên lạc trực tiếp theo số điện thoại và những thông tin đang hiển thị trên màn hình. Hỗ trợ cho cô là mì, dầu ăn, nước mắm, giúp cho cô là 30 kg gạo thì con để phía trước á, xíu nữa cô ra nhận giùm con. Hai cô gạo kia là của mình, trong đó có thằng đồng ký. Con có nói gì cho giờ nếu mà cô dạy tôi của con chị mà nó giờ mấy cái nào quan tâm với mấy bạn của quân đội mấy em đâu á, em cố cô thì cô cũng quan tâm với lắm, giờ cô biết làm sao bây giờ. Tấm lòng của tụi con ở đây thì tụi con giúp cô được nhiêu thì tụi con giúp. Rồi cũng mong cô lại gán vượt qua khi mà cái tình trạng dịch bệnh mình nó đang căng thẳng á, thì cô gán cô vượt qua cho cô. Rồi bây giờ là con trao cho cô cái số tiền là 2,2 triệu. Là tụi con là tự tay quyên góp. Rồi của huyện còn hỗ trợ thêm thì của mạnh thường quân nữa. Cảm ơn con rất nhiều cô về khẽ có lại với mấy cao các bạn. Thì con vô đây thì cũng nhờ mấy anh này hỗ trợ vô, chứ tụi con ở huyện Đoàn lên thì cũng không biết đường để đi vô nhà cô nữa. Thì gán đi lỡ rồi cái đó cũng xui rủi thôi, chứ cũng không ai muốn vậy hết. Chỉ sẵn đây thôi, chứ là bây giờ mình là làm cái biên bản gửi rồi mấy anh ta hỗ trợ cho số tiền, bởi vì ngày qua là tạm ứng 4 triệu à. Đây là làm cái biên bản cho cô tính xem là mình đề nghị vậy, không có thêm. Thấy chỉ còn tỉnh táo đó.
Ai dẫn vô, qua tôi đứng bên trong, em dùng tiếp nó đổ rồi mình ra, nó đổ hình hình đó rồi qua, nghĩ cho em vô. Đứng bên trong rồi mà... Gọi điện nữa, gọi điện YouTube nữa. Rồi kêu tiếng nè, nó cũng nổ được nè. Rồi âm đi thù bát nè, cái nào nó cũng điện xong á, nó nổ qua mấy cái đó xong nữa, hồi lực bực, hồi bốc lên. Thì em qua, tôi nghe, vừa nghe cái đầu tiên tôi nghe nó chết, vậy tao nghe đó.